lúa mì rơi xuống đất, không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông. Vâng lạy Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con. Này con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hòa, là con nên để dân hiến chọn thân xác để chiến đi cho anh em con. Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều bông hà. Vâng lạy Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con. Này con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hòa, là con nên để dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con. Xuống
cho con hồng ân chan chứa, cho rồi cho đã ngồi tánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba ngoài nghe lời con thiên tha, tình thương bên ấp con ngày đêm gần tâm sáng hồn chẳng. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Cha là Đấng thương ban vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, là ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chiều nắng chiều che là chúa tội cho thiên hạ. Vì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã ban truyền cho hội thánh nhà nghe. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà hồng phúc là. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn thu xe được nên chúng nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng ngang vui vẻ vô cùng. Lạy Chúa nhân hiền, đoàn con dưới hương dầu kêu khấn, xin Chúa lắng nghe bao tiếng ai thiên tha này đời. Nếu Chúa chấp tội nào, ai thoát khỏi ngục hình? Lòng còn nào trông thấy giờ, Chúa Chúa ban đại ước. Hỡi loài người, dân Chúa Trời, đêm ngày hãy thấy trong người. Xuống lửa hoa mùng cực lên nhiên đàng, lòng cũng vui vẻ
Chúa Giêsu. Giữa bởi rời ta xuống thế gian 33 năm, thì những sự thương khó cho các linh hồn nhân đã được rồi. Thế này chúng con xin Chúa ban nhân hạnh vô cùng, nên ta bằng mặt cho linh hồn tôi sẽ là con nước Chúa Trời đã giàu nhiệt hôm nay. Xin mở cửa thu ra hay cho ra, mà đem đến chốn đông mọi sự vui thật tha nước thiên đàng. Để Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, nhà nước của Bí Tích Thánh Thầy của Giuse của chúng con đã được gia nhập đoàn con cái Chúa. Xin Chúa ra đi cũng nhờ đức của Bí Tích Thánh Thầy tẩy sạch mọi lỗi lầm của cụ Giuse của chúng con và đón đưa về bình an. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúng con trong cõi đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chưa chỉ chưa vô lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đấng được đồng trinh hiển vinh sang lang. Lạy đất thánh Cha Trinh Đức Chúa Giêsu. Lạy Cha Kim Cử Thanh Cử Thiện Nhất Thánh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bản thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tứ đạo Việt Nam. Vậy mẹ xin yên u chúng con. Sáng mai là nghi thức đậy nắp quan tài. Đây là nghi thức giây phút cảm động nhất trong tam quyến chúng ta. Vậy xin kính mời quý ông bà, cô bác, anh chị ai nghỉ ở đâu thì về trước 5 giờ để chúng ta nhìn mặt người thân của chúng ta là cụ cố Giuse lần cuối. Tôi xin nhắc lại, đây là giây phút xúc động nhất trong tam quyến chúng ta là giây phút này. Vậy tôi xin nhắc lại, ai nghỉ ngơi ở đâu hay nơi thức ở đây đúng trước 5 giờ thì chúng ta có mặt ở đây để nhìn mặt người thân của chúng ta là cụ cố Giuse lần cuối. Vậy xin cảm ơn tất cả mọi người. Và Thánh Thần. Amen.
chúng con lại ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt được kinh men Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng thầy thua các thánh tông đồ. Thì nay chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần này xuống yên bụi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hoặc vào ngày ấy, trên núi này Chúa các đào binh sẽ dọn cho tất cả các dân tộc một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất, vì Chúa đã phán như vậy: vào ngày ấy ta sẽ nói, đây Thiên Chúa chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài cứu độ chúng ta. Ngài là Chúa, là đấng chúng ta trong đời, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn Ngài cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý bà, cha Giuse và toàn thể gia đình, chúng ta vừa nghe được Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Đây là đáng để cho chúng ta lắng nghe, vì là lời an ủi, lời hy vọng, lời của sự sống mà Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng ta trong giờ phút đầy xúc động này. Rồi chúng ta thương tiếc đau khổ trong đức tin, chúng ta chắc chắn sẽ trở lại với người thân yêu của chúng ta trên đức Chúa. Chúng ta sẽ mặc của Giuse của chúng ta với cho thân xác, nhưng làm sao để cho việc tìm khuôn mặt thân yêu của Giuse trong giờ phút này để xúc động lưu lại trong chúng ta hình ảnh của khuôn mặt của một người cha, người anh chị, anh em, người ông, người cụ, thân yêu, đáng để cho chúng ta ghi nhớ trong lòng. Đó là điều quan trọng. Xin Chúa chúng ta cho mỗi người chúng ta để việc làm của chúng ta ra đời không chỉ thể hiện tình cảm, tình thương yêu, nhưng thể hiện cả đức tin và niềm hy vọng. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô cho chúng ta đây. Hắn ta là sự sống, mà được gọi là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cụ cố Giuse của chúng ta đây. Này, Chúa đã khóc thương Lazaro, Lazaro chỉ xin lau sạch gương mặt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin cũng thương cho cụ cố Giuse của chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm tiếp thống hối. Xin đưa thương đưa cụ cố Giuse chúng con về nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho cụ cố Giuse của chúng con được thanh tẩy nhà nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức giàu thánh.
Xin thưa nhận của cố du xe của chúng con vào số ca thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng của cố du xe của chúng con trong tiền mình và máu thánh Chúa. Xin thương nhận của cố du xe của chúng con vào bàn tiệc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ của cố du xe và người thân yêu của chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ và cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trong cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa là của cố Giuse, người thân yêu của chúng con đã qua đời, và cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm. Nhưng để giữ thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với gia đình, với hội đoàn tín hữu thì trên trời, lòng thương xót Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Con phải tôn kính cha mẹ, xin nhân từ thương xót người cha kính lục của chúng con là cụ cố Giuse mà tha thứ tội lỗi cho ngài và cho chúng con ngày kia được nhìn thấy ngài khi chúng con được qua làm trong ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa gia chúng lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là những
như núi non dưỡng nuôi con bao ngày buông trôi. Con xin đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời khỏi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con sang mãi tình son của Chúa Trời, cho con đưa gia đình người sống theo tình người con ngoan. An vui cũng như đau buồn luôn đèn thâm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai đi con lớn lên rồi, ra đi tu tánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha của con nay không còn, dâng của lễ nguyện cầu xin Chúa nhân hậu ngài khoan dung. Này Chúa con ở dưới bờ sao kêu lên Chúa. Con trong thời đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa chỉ cho con lời chúng con về trong cơn gian nan tiêu thốt nơi đồng khi nhận đi sam lâu. Lạy Cha Thiên Ba Thánh Đức Chúa Giêsu, lạy Cha Thiên Cửa Thánh Tử Nhất Thánh Đức Bà Maria, lạy ông Thánh Du Xe là bạn Thánh Sạch Đức Bà Maria trong đời đồng chi, lạy Cao Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho ông Thánh Du Xe được đến chỗ nghỉ, hàng xem thế mà Đức Chúa Trời sáng mắt vui đời.